rồi mà không lường trước, ngay cả nhãn hàng tất cả mọi người cũng không lường trước được. Thì xảy ra một cái vấn đề này thì bên ekip của Thanh cũng phải nghĩ là, à khi mà mình làm một cái việc gì đó thì mình phải nhìn ở nhiều hướng khác nhau. Sự cố mà cả Sĩ Thanh và tất cả ekip cũng không có dự dự định được là như vậy. Tức là cái bộ ảnh đó là một cái bộ ảnh mà Sĩ Thanh hợp tác cùng với nhãn hàng sữa tắm. À, tức là cái thông điệp mà khi mà Sĩ Thanh mà ekip mọi người cùng hợp lại thì người ta muốn truyền tải cái thông điệp là người phụ nữ phải tự tin bản thân mình. Và cái thông điệp đó sẽ là cứ khoe đi. Là một thông điệp mà lúc mà Sĩ Thanh đón nhận thì nó rất là hay. À, nhưng mà lúc mà chụp bộ ảnh thì Sĩ Thanh lại không, và cả luôn cả nhãn hàng mọi người lại không nghĩ là nó lại đi theo cái chiều hướng khác, cho nên là Sĩ Thanh đã có cái viết một cái status xin lỗi mọi người, tại vì mọi người cũng nói là tại sao lại chụp những cái location mà biểu tượng của Sài Gòn, thì đó cũng là cái mà nhãn hàng muốn nhắm đến. Thì thật ra Sĩ Thanh không hề đứng trước nhà thờ và đứng rất 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 là xa để chụp, chỉ thấy là cái view mà mọi người cũng phải thấy là nhà thờ lúc đó là cũng đang xây sửa và rào lại rất là nhiều, cả không thể nào mà đứng trước cổng nhà thờ và chụp được. Thật ra thì Sĩ Thanh thích một cái gì đó thoải mái. Bộ ảnh cưới của Sĩ Thanh sẽ không quá cầu kỳ, Sĩ Thanh thích một cái gì nó đơn giản của riêng mình. Và Sĩ Thanh không phải thích chụp ở những location mà ở trên Sài Gòn giống như vậy đâu. Sĩ Thanh thích một cái gì nó thiên về thiên nhiên hơn. Đám cưới trong mơ Sĩ Thanh thì Sĩ Thanh thích hoa, cho nên Sĩ Thanh sẽ thích rất là nhiều hoa, và hoa hồng trắng và hoa hồng, hoa hoa mà nó hơi hồng, có màu hồng nhạt nhạt, kiểu như vậy. Trang phục cô dâu thì Sĩ Thanh nghĩ là Sĩ Thanh thích mình mặc cái gì đó nó không quá cầu kỳ mà nó cũng không quá là đơn giản, nó sẽ phù hợp với cá tính của Sĩ Thanh, cũng có một chút sexy ở trong đó và một có sự nữ tính, và quan trọng là Sĩ Thanh thích sự sang trọng. Đến ngày hôm nay thì Sĩ Thanh muốn gác hoàn toàn cái chuyện về tình cảm riêng của mình, tại vì Sĩ Thanh sắp vừa mới ra MV rồi, vừa mới ra phim rồi, tháng 11, tháng 12 sắp tới Sĩ Thanh cũng tung sản phẩm, cho nên là Sĩ Thanh muốn mọi người tập trung vào bản thân mình chứ không phải tập trung vào đời tư cá nhân. Cho nên những câu hỏi về riêng tư và tình cảm Sĩ Thanh xin phép là không được trả lời nhé. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.